Có sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái sẽ cùng tiến bước lên sân khấu ra mắt diễn kiến trước toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc cho tình thông gia của hai dòng họ sẽ được keo sơn bền chặt. Bên kia có hai ông bà, bên này có mình. Mẹ đón. Đón đưa đi tử tất. Sao tao mà đưa anh Hằng thì tao đưa cả hai. Kính chúc quý khách quý cùng toàn thể quý quản khách, giờ phút này đây là sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình, nhà trai và nhà. Còn về phía đại diện của họ nhà gái, tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu có sự hiện diện của ông Phan Văn Trương, là song thân của cô dâu Ngọc Huyền. Xin được ra mắt chào đón, cảm ơn toàn thể quý quản khách. Vâng, kính thưa quý khách quý cùng toàn thể quý quản khách, tình yêu và cuộc sống là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta, trong đó hôn nhân là đỉnh cao kết quả của tình yêu, là quy luật sinh tồn của xã hội loài người. Ngày hôm nay, chú rể Văn Hùng cùng cô dâu Ngọc Huyền đã chính thức đưa ra một quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình, đó là họ cùng nắm tay nhau và cùng chung sống bên nhau cho tới trọn cuộc đời. Và trong giờ phút hạnh phúc này đây, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy một lần nữa hướng tầm mắt của mình ra phía cổng lớn của đại khán phòng để cùng chào đón sự hiện diện của tuy nương, hai người lộng lẫy và hạnh phúc nhất trong ngày đại lễ hôm nay. Chú rể Văn Hùng sánh vai cùng với cô dâu Ngọc Huyền, xin kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, cô dâu và chú rể chúng ta đang tay trong tay tiến bước trên con đường tình yêu và hạnh phúc. Cả cuộc đời này, họ nguyện nắm tay nhau và cùng chèo lái con thuyền. Chào khán giả. Trong giờ phút hạnh phúc ngày đây, những người làm chương trình chúng tôi cũng tin chắc rằng những tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị, đó chính là món quà vô giá mà quý vị chúng ta dành tặng đến cô dâu và chú rể để chúc mừng hạnh phúc cho nó. Kính thưa quý khách quý cùng toàn thể quý quản khách, giờ phút này đây là sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể đã có mặt trên sân khấu. Và trong không gian sang trọng và đầm ấm của trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới 267 Quang Trung, niềm vui, niềm hạnh phúc của hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể đã được ngập tràn bởi những ánh mắt, những nụ cười, những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng ta dành tặng tới hai bên gia đình và chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới đôi uyên ương. Và để đáp lại tấm thiện tình của toàn thể quý vị, ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu ông Quách Văn Hùng sẽ đại diện cho gia đình họ nhà gái có đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời ông. Sự tìm hiểu của hai cháu và sự thống nhất của hai gia đình và cũng như là chính quyền, họ đàn trai, họ đàn gái tổ chức hôn lễ cho hai cháu. Trước tiên cho phép tôi được thay mặt cho họ đàn gái xin trân trọng cảm ơn các cụ ông, các cụ bà, cô dì, chú bác, rồi bạn bè của hai bên bố mẹ và các cháu đã bớt chút thời gian đến chia vui hạnh phúc với hai gia đình chúng tôi và hai cháu. Các em tôi một lần nữa đại diện họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Lời ngắn gọn nghĩa là tích nhất. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu vô cùng ngọt ngào của ông Quách Văn Hùng đã đại diện cho gia đình nhà gái. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu ông Nguyễn Hạ Long sẽ tiến bước lên sân khấu và thay mặt cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu cảm tử. Xin được trân trọng kính mời ông.
Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè của hai họ bốn bên, các vị khách quý của bố mẹ, cô dâu, chú rể. Qua quá trình tìm hiểu được sự nhất trí của các cháu và sự đồng ý của hai bên gia đình, hôm nay hai bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã bất chút thời gian, không quản ngại đường xá xa xôi, đến chung vui với gia đình chúng tôi và mừng hạnh phúc cho các cháu. Đặc biệt xin cảm ơn họ nhà gái đã đưa cháu từ một đoạn đường rất xa về với họ nhà chúng tôi, và đến giờ phút này chính thức các cháu đã lên vợ lên chồng và đã là con là cháu của dòng họ chúng tôi. Hôm nay một lần nữa xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Còn mà xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu của ông rất là nhiều. Và xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai cái gia đình nhà trai và nhà gái, chúng ta cùng tiến về phía trung tâm của sân khấu ạ. Và xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Vâng, sau đây xin trân trọng kính mời hai bác hãy dành tình cảm, đó là một cái ôm thật là thắm thiết, để chúc cho tình thông gia được viên mãn. Có một tràng tay thật lớn lên toàn thể quý vị được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai cái gia đình nhà trai và nhà gái, và thay mặt cho người làm chương trình và trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới 267 Quang Trung, xin được gửi lời chúc tới bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, vạn sự như ý, an khang và thịnh vượng. Vâng, kính chúc vị khách quý cùng toàn thể quý quản khách, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng dành ít phút hướng mắt lên phía cùng sân khấu để cùng chứng kiến những nghi lễ thiêng liêng nhất của cô dâu và chú rể được ghi dấu tại trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới 267 Quang Trung trong ngày đại lễ hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể quý quan khách, nhẫn cưới là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, là một vòng tròn khép kín không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, và tình yêu của họ luôn dành tặng cho nhau trọn vẹn như vậy cho tới trọn cuộc đời. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy chung tay thực hiện nghi lễ quan trọng nhất trong ngày đại lễ hôm nay, đó là nghi lễ chào nhẫn cưới. Xin kính mời. Xin quý vị khách quý cùng toàn thể quý quan khách, đại thi hào người Nga ông bác sĩ Quốc Kỳ đã có câu nói rằng không có ngọn lửa nào mạnh hơn ngọn lửa của tình yêu. Và ngày hôm nay quý vị chúng ta đang chứng kiến một tình yêu này, một tình yêu đã trải qua những khúc mắc và cảm xúc, và giờ đây họ đã chính thức lên duyên vợ chồng. Và một tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị để chúc mừng hạnh phúc chan hòa. Và kính thưa quý khách quý cùng toàn thể quý quan khách, ngày hôm nay sự riêng của toàn thể quý vị đã nói lên sự quan tâm, những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng ta dành tặng tới hai bên gia đình và chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới đôi anh em. Đặc biệt hơn nữa, đôi tân lang và tân gia nhân còn được nhận những phần quà vô cùng ý nghĩa từ những người thân trong gia đình của mình. Ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu bố mẹ chú rể cũng có những phần quà vô cùng ý nghĩa trao tặng cho hai người con yêu dấu của mình. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Đứng trên đây hơi lâu ấy nhỉ, cho các ông xuống đi.
bánh cưới tượng trưng cho tình yêu thủy chung và trong trắng của người con gái dành tặng cho người con trai, và rượu sân banh tượng trưng cho tình yêu nồng nàn của người con trai dành tặng cho người con gái, và dòng rượu sân banh đang tuôn trào trên tháp ly hạnh phúc tượng trưng cho xứ một yêu thương mà chú rể Văn Hùng dành tặng từ con dâu Ngọc Huyền cho tới trọn cuộc đời. Vâng, và kính thưa quý khách quý cùng toàn thể quý quan khách, có một triết gia nổi tiếng đã có câu nói rằng hạnh phúc là một đường đến, nhưng hạnh phúc cũng là một hành trình dài. Và ngày hôm nay, cô dâu và chú rể chúng ta đang bắt đầu cuộc hành trình đó. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc cho cuộc hành trình của cô dâu và chú rể sẽ trải thảm đầy hoa hồng tình yêu và hạnh phúc. À, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta quay trở về phía trung tâm của sân khấu ạ. Vâng, kính thưa quý khách quý cùng toàn thể quý quan khách, và để tỏ lòng thành kính biết ơn tới bậc sinh thành, ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu chú rể Văn Hùng hãy nâng những ly rượu hồng kính yêu tới bố vợ, và cô dâu Ngọc Huyền hãy nâng những ly rượu hồng kính yêu tới bố mẹ chồng. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý khách quý cùng toàn thể quý quan khách, và trong khoảnh khắc này đây, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt lên phía khu sân khấu để cùng chứng kiến cô dâu và chú rể trao cho nhau ly rượu hạnh phúc, uống với nhau chén rượu ra môi, kết tình vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý khách quý cùng toàn thể quý quan khách, và thời khắc xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc đã đến. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nâng cao những ly bia, ly rượu của mình lên và cùng hô vang chúc mừng hạnh phúc. Vâng, những ly bia, ly rượu chúng ta đâu ạ? Quý vị sẵn sàng chưa? Vâng, ở trên này đầy rồi, dưới đây chưa? Vâng, có thể rơi cao được không ạ? Vâng, thắng sẽ bắt nhịp cầu nối đến từ 1 đến 3, quý vị sẽ ô tiến thật lớn nhá. 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, chúc mừng hạnh phúc! Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng cạn ly! Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể chúng ta chung tay cùng ly để chúc cho tình thông gia được viên mãn.